Hello cả nhà, cảm ơn cả nhà vì click vào video của Lan nha. Con đang ngồi trên một em xe Rider ha, với màu xanh bạc đen cực kỳ hot, cực kỳ đẹp luôn. Tại màu này là màu 3D á, cửa hàng Lan Sơn lên á. Hôm nay Lan sẽ đi vào báo giá cho cả nhà mình luôn nha, cũng như là báo số tiền trả trước. Thực sự là đối với những dòng size chia với lại Sonic á, đợt này thì giá cũng đang nhỉnh hơn một chút xíu ha. Thì thực sự là Lan thấy Rider là một cái em mà giá của Lan giữ rất là tốt luôn, và số tiền trả trước cũng cực kỳ là tốt để cho mọi người mà mình có những cái mức tài chính của mình nó hơi eo hẹp một chút xíu là mình vẫn có thể sắm được con tay luôn nha cả nhà. Thì em này cửa hàng nó đang bán với giá là 50 triệu nhé, chưa bao gồm phí lăn bánh, cực kỳ tốt luôn cả nhà ơi. Em này cà vẹt ra màu đỏ bạc nè, đỏ bạc đen ha, tại đỏ là có một số thiết kế kèm theo với màu bạc nữa nè. Em này thì mình chỉ cần trả trước giúp Lan tầm khoảng 7 triệu trở lên thôi là mình có thể lên hồ sơ rồi. Mình vẫn mang giúp Lan căn cước hoặc là chứng minh nè là mình có thể lên hồ sơ để mang xe về rồi nha cả nhà. Hiện tại thì cửa hàng Lan đang ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương đó. Thì mọi người đang ở gần khu vực này nè, hoặc là mọi người ở xa đây đó, thì cứ alo cho Lan ha, Lan sẽ hỗ trợ rước mọi người về cửa hàng mua xe nè, là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là Lan sẽ hỗ trợ xăng xe đi lại cho tất cả mọi người luôn. Thì bên cửa hàng Lan có hỗ trợ thu xe cũ đổi xe mới đó, ví dụ như là các anh mà đang có nhu cầu bán xe, các anh các chị ha, mình đang có nhu cầu mà mình bán chiếc xe cũ của mình nhá để mình mua một chiếc xe mới nè, thì bên Lan có hỗ trợ là thu xe cũ luôn ha. Nếu mà mình lấy số tiền đó mình mua tiền mặt cũng ok, hoặc là có thể là mình lấy số tiền đó mình để trả trước mình mua góp nha. Thì cả nhà nhìn thấy thì em Rider này là giống như những dòng xe chia nhập chính hãng ha. Thì cửa hàng có, bên cửa hàng nó có hỗ trợ là sẽ tích gọn xi nhan vào cho mình nha, với mức phí, giá phí cũng là cực kỳ tốt luôn nha. Tích gọn xi nhan trước và sau luôn ha, có bảo hành cho mình 6 tháng luôn. Thì bên em xe này thì cửa hàng nó cũng có lên một số cái đồ chơi nè, lên ba ga nè, lên két nước cho mình nè ha. Thì em này chưa có lên nhiều, nhưng cửa hàng có lên đầy đủ như là ba ga, két nước, các phần ốc luôn á, bao tay hoặc là viền có lên đầy đủ cho mình luôn. Thì khi mà mình mua xe mình chỉ cần trả số tiền trả trước thôi, còn lại là mình có biển số mình mới phải thanh toán cho Lan nha. Có biển số thì mình mới phải thanh toán, thì hiện tại đang cực kỳ tốt ha. Máy móc thì bên cửa hàng có bảo hành cho mình là 30.000 km hoặc là 3 năm ha. Đối với em Rider này thì cửa hàng có gửi sổ bảo hành cho khách hàng của mình luôn, cho nên là những khách hàng nào mà mình đi từ xa tới thì mình không có lo ha. Mình đi xa tới thì là sẽ Lan hỗ trợ cho mình 1 triệu tiền xăng xe đi lại rồi ha. Và khi mà mình mua xe xong thì Lan sẽ hỗ trợ là gửi biển số giấy tờ về cho mình luôn, mình không cần phải ghé cửa hàng lấy đâu nha. Có một số anh ở xa thì hơi sợ là phải đi xa lấy biển số giấy tờ, thì cái đó là mọi người không phải lo nha. Thì Lan sẽ review thêm cho cả nhà một em Rider nữa. Em này là bên cửa hàng đang bán với giá là cực kỳ tốt, và thực sự là cái màu này đang bán là cực kỳ chạy luôn mọi người. Màu sơn zin nha, nhưng mà khá là giống màu sơn 3D, tại vì màu sắc khá là sặc sỡ, rất là đẹp. Cái màu xanh này là xanh da trời hả, xanh giống như kiểu xanh lúa mọi người. Cái vẻ đen mài ra màu xanh cam đen, mâm cam luôn mọi người ơi. Mâm này là mâm zin luôn nha. Đối với những anh mà không thích cái mâm màu đen á, thì đây là cái mâm zin của hãng sản xuất ra luôn, màu cam vàng đồng vậy á, màu vàng đồng á mọi người. Ok ha. Thì đối với em này thì bên cửa hàng đang bán với giá 48,5 triệu thôi, 48,5 triệu ha. Mọi người trả trước giúp anh từ 6 triệu trở lên đi, thì là sẽ hỗ trợ mọi người lên hồ sơ và mang xe về ha. Thì đối với em này thì cửa hàng có lên một số cái đồ chơi nè, có lên cho mình cái chống độ trước nè, chống độ sau nè, chống độ sau màu đen luôn ha, nhìn nó khá là hợp với lại cái gần mũ của xe luôn nè. Có lên ba ga đây cho mọi người, và có lên định vị luôn, định vị chống trộm thì bên cửa hàng đang hỗ trợ cho mình giảm giá là 50% nha, bảo hành 2 năm bao đổi trả. Trong quá trình mình sử dụng mà mình có vấn đề trục trặc về định vị thì cửa hàng có hỗ trợ là mình là sẽ hỗ trợ online cho mình, mà gặp vấn đề mà có thể mình không khắc phục được thì hỗ trợ là đổi cho mình một cái mới hoàn toàn trong vòng 2 năm và được giảm giá 50% ha. Nano thì hỗ trợ cho mình tận đến 80% luôn, và đặc biệt một điều là khi mọi người lên mua xe alo Lan sẽ được giảm ngay 1 triệu vào giá xe cho cả nhà mình luôn. Thực sự là cực kỳ ưu đãi cho mọi người ở xa luôn nha. Thì cửa hàng nó thường đón khách ở Đại Nam, ở ngã tư Tờ Sao, ở cổng Mỹ Phước 3 và ở chợ Nhật Huy. Đó là những cái vị trí mà khi mà mình ở đi xa mình tới, chỉ cần tới đó alo Lan sẽ ra hỗ trợ ra rước mọi người về mua xe ha. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của Lan. Nếu mọi người đang cần Lan review hoặc là báo giá thêm một em xe nào nữa thì hãy comment bên dưới cho Lan nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.